và cái ben, cái bộ trợ lực của thằng mình sẽ lắp cho thằng Raider của mình ha. Rồi mình lên là so đó, là so độ nên cũng rất là cứng. Mình sẽ dự mua cái trợ lực chrome 228.000 gì đó, là luôn phí vận chuyển nha. Cái này mình chạy máy rồi. Đây là cái dây để đưa vào cái tay côn, và đây là cái dây mà đi ra dây côn của ấy nha. Đây như là cạnh đây cũng như là đòn bẩy một cái đèn. Khi mình được kéo cao ở đây, đây nó sẽ này là mình sẽ quét mỡ bò vô là lồng vô ha. Đây là dây côn nè, cái tay trên côn khi mình bóp ở trên dây trên đây kéo là dây dưới đây nó sẽ đi kéo gật như này, nó sẽ như này. Côn này kéo qua bên này sẽ dịch lên, mà cái này mình mới gắn làm sao mà để cho nó gọn, nó đúng là rất là phức tạp luôn, để mình nghĩ cuộc sau.